Xin chào các bạn đang xem video của Vietnam Discovery. Với tổng vốn đầu tư 2 triệu đô cùng sự kết hợp hoàn hảo giữa âm thanh ánh sáng, công trình này là nơi diễn ra các chuỗi hoạt động lễ hội của khu đô thị, hứa hẹn là điểm đến vui chơi giải trí bùng nổ của người dân thành phố Thái Nguyên. Sự phẩm nhạc nước The Harmony giữa lòng đô thị Danco City, sân khấu nhạc nước The Harmony rộng hơn 12.000 m2, nằm tại trung tâm quảng trường Victoria rộng 35.000 m2, là điểm nhấn độc đáo được xem là một trong những kỳ quan tại Danco City. Trước khi đến với nội dung chính của video, các bạn đừng quên bấm đăng ký để ủng hộ chúng tôi trên mỗi hành trình khám phá vẻ đẹp của đất nước chúng ta nhé. Trước tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu đôi nét về khu đô thị đẹp nhất của thành phố Thái Nguyên này. Dự án Danco City được lấy cảm hứng từ ký ức hoàng kim tráng lệ của cung điện Versailles, nên mệnh danh là cung điện lộng lẫy nhất châu Âu. Danco City chính là một kiệt tác nghệ thuật được kỳ công xây dựng để mang không gian sống hoàng mỹ đến với quý chủ nhân. Dự án mang tới rất nhiều các loại hình bất động sản đa dạng như shop house, biệt thự liền kề cùng đầy đủ tiện ích văn minh như trung tâm thương mại, phố đi bộ, công viên, sân khấu nhạc nước, quảng trường. Danco City Thái Nguyên, khu nhà ở Cao Ngạn là dự án có tổng mức đầu tư 1.800 tỷ đồng, quy mô bao gồm xây dựng các dãy nhà ở kết hợp thương mại, shop house, xây dựng khu nhà ở đô thị, nhà ở xã hội, khu trung tâm thương mại, dịch vụ, kiến trúc cảnh quan. Dự án Danco City, khu nhà ở Cao Ngạn là một trong những dự án được ký kết biên bản ghi nhớ đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 2018 và được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch trên tổng diện tích gần 90 hectare. Diện tích thực hiện dự án gần 50 hectare. Địa điểm xây dựng thuộc xã Cao Ngạn và phường Chùa Hang. Dự án Danco City tọa lạc tại xã Cao Ngạn và phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, vị trí đắt giá bậc nhất tại trung tâm kinh tế hành chính Thái Nguyên. Bên cạnh đó là các tiện ích vệ tinh đắt giá tự nhiên hoặc nhân tạo. Khu đô thị Danco City Thái Nguyên nằm tại vị trí phía bắc thành phố Thái Nguyên, một bên giáp với sông cầu thơ mộng. Danco City nằm cách trung tâm hành chính tỉnh Thái Nguyên chưa đến 1 km. Tiềm phòng mà đến cho chủ nhân những tiện ích sống đẳng cấp, Danco City là nơi hội tụ 200 dịch vụ tiện ích và cảnh quan văn minh và sang trọng như quảng trường ánh sáng The Line với cụm chào tráng lệ rộng 5.000 m2, xứng danh với biểu tượng mới của thành phố. Sân khấu nhạc nước The Harmony lung linh huyền ảo với công nghệ trình diễn hiện đại nhất Việt Nam với ánh sáng, âm nhạc và vũ điệu của nước. Quảng trường Victoria 3,5 hectare là một trong những quảng trường rộng nhất Việt Nam, bao gồm tháp biểu tượng cao 36 mét. Sân khấu nhạc nước, phố đi bộ là nơi kết nối mọi tuyến đường huyết mạch, lan tỏa nguồn sinh khí dồi dào đến toàn bộ dự án. Trung tâm thương mại và dịch vụ Danco Plaza rộng 5.000 m2. Đại lộ 900 Elite rộng 30 mét chạy xuyên suốt dự án được hình thành với đường nét sang trọng của kiến trúc châu Âu đương đại cùng sự năng động của cộng đồng thương gia thịnh vượng. Nơi đây sẽ trở thành đại lộ mua sắm sầm uất nhất Thái Nguyên với những cửa hiệu cao cấp và những quán cà phê phong cách. Bến du thuyền Monaco sang trọng được bao quanh bởi khu công viên Hồ Mát Rồng với không gian xanh trong, cầu Melody cùng các tiện ích dành cho mọi lứa tuổi. Phố đi bộ The Room là trái tim của khu đô thị. Đây chính là nơi hội tụ cũng như điểm kết nối cộng đồng thương gia thịnh vượng của Danco City nói riêng và thành phố Thái Nguyên nói chung. Ở video ngày hôm nay sẽ đưa quý vị và các bạn khám phá nhạc nước The Harmony nghệ thuật triệu đô tại Thái Nguyên. Với tổng vốn đầu tư 2 triệu đô cùng sự kết hợp hoàn hảo giữa âm thanh ánh sáng, sân khấu nhạc nước The Harmony sẽ là điểm nhấn đầy nghệ thuật tại khu đô thị Danco City. Đặc biệt, sân khấu nhạc nước The Harmony được đầu tư vô cùng quy mô và ấn tượng, trang bị hàng loạt thiết bị tân tiến nhất thế giới như hệ thống hiệu ứng bao gồm voi phun, đáp ứng mọi dòng nhạc, hệ thống bơm nước chuyên về độ uyển chuyển mềm mại, áp dụng với các loại nhạc cổ điển và hệ thống bơm áp lực cao, đáp ứng kết đoạn nhạc cao trào của các bản nhạc hiện đại và sôi động. Toàn bộ du khách sẽ không thể nào quên những giây phút giải trí mãn nhãn thông qua hệ thống cảm biến vòi phun nước 1D, 3D lên xuống theo từng nút trầm bổng của bản nhạc, kết hợp hiệu ứng khói lửa và laser độc đáo, những tia nước phun xa và lên cao theo từng giai điệu bản nhạc với ánh sáng đèn LED đủ loại màu sắc khác nhau, mang lại không gian 3 chiều, hình ảnh sắc nét và vô cùng sống động. Tất cả tạo nên một tuyệt tác nghệ thuật đầy sống động.
Bên cạnh đó, cấp màn hình nước ở góc độ rộng sẽ khiến cho người xem được cảm nhận như đang đứng giữa thiên nhiên kỳ vĩ và đầy mộng mơ. Vào ban đêm, sự kết hợp hài hòa của ánh sáng và nước càng làm toát lên vẻ đẹp tinh tế và đầy lôi cuốn, chinh phục được toàn bộ những cư dân khó tính nhất. Bên cạnh việc xây dựng nhà nước The Harmony nghệ thuật triệu đô, thì chủ đầu tư Nanco Group vừa chính thức ra mắt phân khu Victoria, một trong những khu đẹp nhất, đắt giá nhất của khu đô thị Nanco City. Đây là phân khu nằm trọn vẹn trong quảng trường Victoria rộng 35.000m², một trong những quảng trường khu đô thị lớn nhất Việt Nam. Phân khu Victoria bao gồm hơn 280 căn liền kề, shop house có thiết kế tân cổ điển, hội tụ đầy đủ các tiện ích đẳng cấp bậc nhất tại Nanco City, với tháp biểu tượng cao 42m, ngọn hải đang dẫn lối, phố đi bộ Sơ Côn dài 250m, con đường châu Âu giữa lòng xứ trà, đặc biệt là sở hữu sân khấu nhà nước triệu đô lớn nhất miền Bắc. Tất cả sẽ mang đến cho cư dân một cuộc sống đẳng cấp thượng lưu như ở trời Âu. Các bạn thấy sao về sân khấu nhà nước The Harmony rộng hơn 12.000m² này? Đó là một trong những địa điểm không thể bỏ qua khi đến với thủ đô gió ngàn. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé. Thank you.